Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp chủ nhật ngày 24 tháng 4 năm 2022 cho thấy tuổi Dần nên tìm hiểu kỹ các khoản tiền trước khi đầu tư việc gì đó. 1. Tử vi hàng ngày của tuổi Tý, tình duyên. Vì cỏ hồng loan đứng mệnh nên lúc nào bạn cũng thu hút được người khác giới. Công việc. Trong công việc đừng tỏ ra cố chấp. Nếu bạn không được người khác trọng dụng thì hãy từ bỏ. Tài chính. Trong ngày tuổi Tý sẽ dính vào kiện tụng trong chuyện liên quan tới tài sản. Cẩn trọng. Tử vi hàng ngày cho biết gia đình của bạn xào xáo chuyện đất đai, điền sản. Tuổi Bính Tý. Tình cảm. Càng nóng vội càng dễ gian dở. Tuổi Giáp Tý. Có chuyện không vui nhưng không dám nói ra. Tuổi Mậu Tý, hạnh phúc có thể tới chậm một chút. Tuổi Canh Tý, mọi chuyện hôm nay đều không nên vội vàng. Tuổi Nhâm Tý, không có một sự tốt đẹp nào là hiển nhiên cả. Con số may mắn, số 3, số 1. Màu sắc may mắn, màu trắng, màu đỏ. Quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Thân. Giờ tốt, 6 giờ. 2. Tử vi hàng ngày của tuổi Sửu, tình duyên. Tuổi Sửu dù bị ngăn cản nhưng bạn vẫn muốn nhắm mắt đi theo tiếng gọi của tình yêu lần nữa. Công việc. Trong công việc vì không muốn bị người khác kiểm soát nên bạn sẽ phản kháng rất mạnh mẽ. Tài chính. Trong ngày con giáp này có tài chính vững vậy nên không có gì đáng lo ngại. Cẩn trọng. Bản mệnh sắp tới cần chuẩn bị một số tiền lớn để lo chuyện làm ăn. Tuổi Ất Sửu, sức khỏe là phước lành bạn may mắn nhận được. Tuổi Đinh Sửu, bạn cảm thấy cuộc sống tích cực và tốt đẹp. Tuổi Kỷ Sửu, cô đơn là do bạn lựa chọn và tự thấy hài lòng về nó. Tuổi Tân Sửu, ai rồi cũng sẽ thay đổi mà thôi, đừng quá tin người. Tuổi Quý Sửu, đừng quá hy vọng mình sẽ chọn được người bạn tốt bụng. Con số may mắn, số 2, số 5. Màu sắc may mắn, màu tím, màu hồng. Quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Ngọ. Giờ tốt, 9 giờ. 3. Tử vi hàng ngày của tuổi Dần, tình duyên. Nếu bạn lựa chọn rời xa người ấy thì hãy dứt khoát hẳn đi nhé. Đừng để họ ôm hy vọng. Công việc, nếu muốn vượt qua mọi khó khăn trong công việc, hãy nhớ chính bản thân mình là người giúp đỡ mình. Tài chính, hôm nay bản mệnh rất dễ bị lừa hết một số tiền rất lớn. Cẩn trọng, tuổi Dần nên tìm hiểu kỹ các khoản tiền trước khi đầu tư vào việc gì đó. Tuổi Giáp Dần, bạn mệt nhoài với bộn bề cuộc sống. Tuổi Bính Dần, hôn nhân phải có sự hợp tác từ cả hai phía. Tuổi Mậu Dần, kết hôn không có nghĩa là quên mất gia đình và bạn bè. Tuổi Canh Dần, không nên chấp nhặt người trong nhà. Tuổi Nhâm Dần, bạn chính là người được quan tâm và chia sẻ. Con số may mắn, số 8, số 12. Màu sắc may mắn, màu xanh, màu vàng. Quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Thân. Giờ tốt, 12 giờ. 4. Tử vi hàng ngày của tuổi Mão, tình duyên. Sắp tới, bạn nên chuẩn bị thật kỹ tinh thần để đối mặt với những tình huống xấu nhất. Công việc. Trong ngày tuổi Mão dường như sẽ phải bỏ tất cả công việc để lo chuyện riêng cho gia đình của mình. Tài chính. Tài chính hôm nay biến động lớn theo hướng tốt nên bạn không có điều gì cần lo lắng nữa. Cẩn trọng, trong ngày sức khỏe của con giáp này dường như kiệt quệ. Tuổi Ất Mão, đừng ngần ngại thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình. Tuổi Đinh Mão, không ai là hoàn hảo cả, cả bạn cũng vậy. Tuổi Kỷ Mão, đừng nghĩ quá nhiều về những gì bạn phải từ bỏ. Tuổi Tân Mão, hạnh phúc thì mỏng manh, giữ càng chặt càng dễ rơi. Tuổi Quý Mão, nên thông cảm cho bạn bè trong lúc nóng giận.
Con số may mắn số 10, số 23. Màu sắc may mắn màu trắng, màu đen. Quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Mùi. Giờ tốt 11 giờ. 5. Tử vi hàng ngày của tuổi Thìn. Tình duyên. Tuổi Thìn nếu ở bên cạnh người tuổi Hợi chắc sẽ gặp nhiều thứ xấu cho nhau nên cả hai không hợp. Công việc, người tuổi Thìn sắp tới nên chọn công việc có liên quan tới chuyên môn mà theo đuổi thay vì chạy đi tìm kiếm những chuyện không đâu. Tài chính, con giáp này được trợ giúp từ gia đình nên tài lộc không có gì đáng ngại. Cẩn trọng, bản mệnh sắp tới sẽ phải đối mặt với nhiều chuyện không may mắn. Tuổi Giáp Thìn, bạn muốn được thổ lộ những tâm sự nỗi niềm riêng tư. Tuổi Bính Thìn, hãy quên đi nỗi đau như cách bạn quên đi một giấc mộng. Tuổi Mậu Thìn, tự khắc biết yêu mình, khiêm nhường với cuộc đời. Tuổi Canh Thìn, bạn nên mạnh mẽ hơn rất nhiều so với bạn tưởng tượng. Tuổi Nhâm Thìn, một ngày tồi tệ không có nghĩa là một đời tồi tệ. Con số may mắn số 17, số 12. Màu sắc may mắn màu vàng, màu xanh lá. Quý nhân phù trợ tuổi Thân, tuổi Dậu. Giờ tốt 17 giờ. 6. Tử vi hàng ngày của tuổi Tỵ. Tình duyên. Nếu muốn tình cảm bền lâu thì người tuổi Tỵ không nên nghe theo lời khuyên của bất cứ ai. Công việc, hôm nay tuổi Tỵ sẽ có những khoảng thời gian bực bội vì cấp dưới làm việc không như bạn giao phó. Tài chính, tình hình tài lộc của con giáp này dường như đi vào quỹ đạo rồi đấy. Cẩn trọng, bản mệnh trong ngày nên cẩn trọng hơn với chuyện tiền bạc của mình. Tuổi Ất Tỵ, mặc kệ những gì người ta nói về mình. Tuổi Đinh Tỵ, đôi khi nên sở lợi một chút thì mới có lộc. Tuổi Kỷ Tỵ, có những áp lực luôn phải gồng gánh một mình. Tuổi Tân Tỵ, đôi khi tin người quá vội cũng là một cái tội. Tuổi Quý Tỵ, bạn đang đặt hy vọng vào một ai đó. Con số may mắn, số 11, số 15. Màu sắc may mắn, màu đỏ, màu xanh lá. Quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân. Giờ tốt, 5 giờ. 7. Tử vi hàng ngày của tuổi Ngọ. Tình duyên. Tử vi ngày hôm nay cho thấy tuổi Ngọ đang rất buồn bực vì chuyện tình cảm, vậy nên bạn hãy suy nghĩ tích cực lên nhé. Công việc, tuổi Ngọ sẽ rơi vào trạng thái mất định hướng trong công việc chỉ vì bạn bị bạn bè của mình lừa đảo. Tài chính, tình hình tài lộc trong ngày của con giáp này đang ổn định dần lên sau nhiều biến động ở thời gian trước. Cẩn trọng, sắp tới người tuổi Ngọ bị người khác đồn đại tin xấu. Tuổi Giáp Ngọ, hãy yêu thương cơ thể nhiều hơn một chút. Tuổi Bính Ngọ, một lần bất tín là vạn lần bất tin. Tuổi Mậu Ngọ, nên lưu tâm tới sức khỏe trong thời gian này. Tuổi Canh Ngọ, cho đi sẽ nhận lại được những điều xứng đáng hơn. Tuổi Nhâm Ngọ, chỉ cần bạn mở lòng, những điều tốt đẹp sẽ tự nhiên tới. Con số may mắn số 15, số 22. Màu sắc may mắn màu hồng, màu xanh. Quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Hợi. Giờ tốt 7 giờ. 8. Tử vi hàng ngày của tuổi Mùi. Tình duyên. Tuổi Mùi sắp tới được một người thân trong gia đình giúp đỡ để quen được người mới. Công việc, thời gian tới con giáp này nên chú ý vào công việc hơn một chút, đừng để lúc nào cũng khiến người khác bực mình vì bạn nữa. Tài chính, tình hình tài lộc trong ngày của tuổi Mùi ổn định nên không có gì cần phải lo lắng. Cẩn trọng, bản mệnh sắp tới nên cẩn thận hơn khi giao tiếp. Tuổi Ất Mùi, chẳng còn sợ cô đơn mà chỉ lo cơm áo gạo tiền. Tuổi Đinh Mùi, không ai có thể giúp bạn trong lúc khó khăn. Tuổi Kỷ Mùi, hãy thử một lần đặt mình vào vị trí của người khác. Tuổi Tân Mùi,
Không cần sống để vừa lòng bất cứ ai cả. Tuổi Quý Mùi, hãy dũng cảm theo đuổi ước mơ của bạn. Con số may mắn, số 3, số 11. Màu sắc may mắn, màu nâu, màu đỏ. Quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Tuất. Giờ tốt, 16 giờ. 9. Tử vi hàng ngày của tuổi Thân. Tình duyên. Khi mọi người quay lưng với bạn thì bạn đều có thể giải quyết một cách nhanh chóng. Công việc. Trong ngày hôm nay, tuổi Thân sẽ mất rất nhiều thời gian để giải quyết chuyện công việc của mình. Tài chính. Vận trình tài lộc của con giáp này không có gì đáng lo ngại đâu nhé. Cẩn trọng. Trong ngày hôm nay, người tuổi Thân dễ bị người cũ đến làm phiền sau một thời gian dài chia tay. Tuổi Giáp Thân, cứ sống tốt phần việc của mình là được. Tuổi Bính Thân, không có thời gian để tiếp chuyện người không phù hợp. Tuổi Mậu Thân, người ta hay nhận xét bạn khá khó tính. Tuổi Canh Thân, nỗ lực kiếm tiền chỉ vì hạnh phúc của người thân. Tuổi Nhâm Thân, càng ngày bạn càng mạnh mẽ hơn. Con số may mắn, số 17, số 12. Màu sắc may mắn, màu cam, màu bạc. Quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn. Giờ tốt, 10 giờ. 10. Tử vi hàng ngày của tuổi Dậu. Tình duyên. Bản thân bạn là người bất chấp tất cả vì tình yêu, nhưng có lẽ mọi chuyện sẽ chẳng đi tới đâu. Công việc. Tử vi hàng ngày cho biết người tuổi Dậu đang dần mất đi vị trí quan trọng tại nơi làm việc của mình. Tài chính. Con giáp này sắp tới chỉ nên tiêu tiền cho những việc cần thiết mà thôi. Cẩn trọng. Người tuổi Dậu nên chú ý sức khỏe về đường hô hấp. Tuổi Ất Dậu. Cái gì qua rồi thì mình nên để nó đi qua. Tuổi Đinh Dậu. Không muốn một mình nhưng lại cứ mãi một mình. Tuổi Kỷ Dậu, thật khó để tiếp nhận một người bước vào cuộc sống của bạn. Tuổi Tân Dậu, bạn bè không có nhiều, công việc không hợp ý. Tuổi Quý Dậu, nên quan tâm tới sức khỏe của mình nhiều hơn. Con số may mắn, số 35, số 33. Màu sắc may mắn, màu tím, màu trắng. Quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Hợi. Giờ tốt, 7 giờ. 11. Tử vi hàng ngày của tuổi Tuất. Tình duyên. Trong ngày bạn không nên về những chuyện trong quá khứ của bản thân mà khiến cho người ấy bực mình. Công việc. Hôm nay có thể người tuổi Tuất sẽ làm hại tới người thân của mình vì họ đang suy nghĩ sai về bạn. Tài chính. Hôm nay tuổi Tuất kém thông minh trong việc quản lý tài chính cá nhân. Cẩn trọng. Người tuổi Tuất rất lo lắng cho gia đình nhưng bạn lại vụng về trong cách thể hiện. Tuổi Giáp Tuất, tính nóng quá khiến mọi người xa lánh. Tuổi Bính Tuất, bạn phải chăm sóc cơ thể thật tốt. Tuổi Mậu Tuất, bạn đang trở thành chỗ dựa của một ai đó. Tuổi Canh Tuất, chẳng ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra cả. Tuổi Nhâm Tuất, có khó khăn thì mới có được trái ngọt. Con số may mắn, số 22, số 26. Màu sắc may mắn, màu nâu, màu xanh. Quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Ngọ. Giờ tốt, 13 giờ. 12. Tử vi hàng ngày của tuổi Hợi. Tình duyên. Bạn đang vướng mắc trong chuyện tình cảm mà không thể giải quyết một cách êm đềm. Công việc. Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy sắp tới con giáp này có rất nhiều dự định cho bản thân trong công việc nhưng chưa thực hiện được. Tài chính. Tài lộc hôm nay có biến động lớn nhưng không có gì đáng để lo ngại nữa. Cẩn trọng. Bản mệnh trong ngày nên cân nhắc việc giúp đỡ bạn bè vì trước đó họ đã hại bạn. Tuổi Ất Hợi. Tranh thủ thời gian rảnh hãy tập thể dục. Tuổi Đinh Hợi. Bạn sợ làm gánh nặng cho người khác. Tuổi Kỷ Hợi. Sống quá biết điều nên người ta không coi trọng bạn. Tuổi Tân Hợi. Sắp có cơ hội gặp lại bạn cũ lâu năm. Tuổi Quý Hợi.
không ai quan tâm bạn vui vẻ ra sao. Con số may mắn, số 3, số 8, màu sắc may mắn, màu vàng, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tuất, giờ tốt, 11 giờ.